Tay cầm chơi game Xbox Series Controller Soft Blue là phiên bản nâng cấp của tay cầm Xbox One S Controller. Tương thích với máy chơi game Xbox One Series X, Series S, các thiết bị chạy Windows 10, PC và Android thông qua kết nối Bluetooth hoặc là dây cáp USB Type-C. Ở phiên bản này thì đã được nâng cấp thêm tính năng share với một nút bấm ở giữa có chức năng chụp ảnh màn hình game, ghi hình và chia sẻ cho bạn bè cùng xem khoảnh khắc trong game hoặc là chia sẻ lên các trang mạng xã hội một cách nhanh chóng. Phần D-pad thì đã được thiết kế theo kiểu mới giúp các game thủ có thể trải nghiệm tốt hơn khi mà điều khiển các nhân vật di chuyển dễ dàng và chính xác ở mọi góc. Phần sau tay cầm và nút cò trigger đã được làm nhám dày hơn so với thế hệ cũ, tạo cảm giác cầm chắc chắn giúp gia tăng độ bền, đồng thời là hạn chế việc ra mồ hôi gây trơn trượt khi các bạn chơi game trong thời gian dài. Sản phẩm có nhiều phiên bản màu sắc khác nhau để các bạn có thể tùy ý lựa chọn theo sở thích cá nhân và đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 3 tháng cùng nhiều phần quà hấp dẫn.